I mean, then look at this then. I can't imagine a more beautiful thing. It's chrome! Let's talk leopard gecko feeding schedules. Y'all haven't met him yet. This is Charlie, my leopard gecko. He was my very first reptile and I've had him since I was 16 years old. So with these guys, their feeding schedule really depends on how old they are. Oh my gosh, he is so active right now. So when their baby's under 6 months old, I would probably say under 4 months old even, they should be eating every single day because they're growing so crazy fast. But once they hit about 4 months old, in between like 4 and 6, you should probably start feeding them every other day. And over 6 months old, they should only be eating about twice a week. You can kind of figure out your own schedule. Some people do once a week, some people do 3 times a week. I personally feed on Mondays and Thursdays, and that's what works for me and my boy. And for supplements for these guys, they need access to plain calcium without D3 at all times. And then I personally do calcium with vitamin D3 once a week, every other feeding. Thử thách làm ASMR từ việc lột da thằng lằn da báo. Con quỷ này là mình sắp xếp cho khách, mà nó lại đi ủ lột các bạn. Báo ghê chưa? Nên là bây giờ mình phải lột cho nó, chứ không thôi trên đường đi nó sẽ bị khó lột và anh khách sẽ chửi vô cái đầu mình. Với những anh em chơi bò sát thì cái khoảnh khắc lột lớp da cũ của con bé á, phải nói là phê chữ E kéo dài luôn. Mở ngoặc rất phê, đóng ngoặc. Đoạn này mới phê này các bạn, nghe này nghe nè. Đã chưa, đã chưa. Nó cũng phê nhắm tít mắt luôn kìa. Cái khúc lột lỗ tai của nó là đã nhất luôn á. Nhưng mà cũng dễ fail lắm nha. Fail là miếng da của nó mắc lại trong lỗ tai luôn á. Ây da. Đang phê cái bị gãy giữa chân nên nó cọc này các bạn. Một bộ phận khác mà cũng đã không kém đó là cái chân. Lột nó sẽ ra nguyên cái bao tay như vậy nè. Và chúng ta có 4 cái chân lận. Khi lột cũng cần có một chút kỹ thuật thì nó mới đủ độ thỏa mãn nha. Như cái chân sau này là mình lột hơi phê rồi nè. Khoái chưa? Thêm một lý do để nuôi thằng lằn da báo đúng không? Phần đuôi cũng đã đó, nhưng mà khá dễ. Nó không có sự thử thách như hai phần kia các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành Showing the true size of a super giant leopard gecko. I'm starting to regret putting calcium in there. I think he's gonna get a little too much. Leo! I don't want you to eat too much now. Hey! Oh my god! Leo! Dude! Big lizard energy, cold-blooded enemy, not so scared when I'm 320 feet. Big lizard energy, cold-blooded enemy, not so scared when I'm 320 feet. My daddy's got a BMW. Well, my daddy drives a Mercedes. My father drives an Aston Martin. My papa drives a Rolls Royce. My dad drives a Ram 1500. Can make you happy or not, so
that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. What a leopard gecko owner has to do daily. Change the poop paper towel. Change the water and clean the bowl. Mist down the humid hide. Add fresh food. My gecko usually likes to walk in her food bowl, so she always leaves calcium marks all around her cage, so I usually clean it with its sponge just with water. I added some fresh calcium without D3 today, so really. Gecko feeding time. Come on, let's go back home. Come on, are you ready? Come on, girl. Good girl. There you go, madam. Hope you enjoy it. We got a birthday today, a leopard gecko hatching out, and wow, it is a beauty. Super chocolatey, bold striped tremper albino, and oh, so cute. Clutchmate going back in the incubator, this is mom, and this is dad. My gecko pets the air when he wants something. Bye. Yeah.